Nào quẩy lên các bạn trẻ. Mới thích nhất cái trò này, thích nhất là anh em kiểu vây ấy. Ôi kìa, sao con mini ở đây? Chờ ra đi nhá. Ui nhìn nó dài nhờ. Ô kìa, ô nó nó. Ô bắt từ từ. Ô đây nó ăn nào. Ơ thế là cái con ở bên trái, con ở bên trái nó thắng hay là con bên phải là nó thắng? À chưa, tôi kinh thích vãi. Xin chào, mình là Linh đây. Rồi hôm nay thì nói chung là tôi rất là tình cờ mình tìm được một cái clip cái chơi trò Slither này từ rất là lâu rồi. Anh em còn nhớ cái đợt mà nó cái game này mới ra, tức là có cái clip mà mình này Jerry này cậu bé ngu ngơ là từng đọ gọi là đọ cu, thực ra là đọ mấy con rắn này thôi. Và ok, hôm nay mình sẽ gọi là trở lại một cái tựa game huyền thoại. Mình không biết là bây giờ nó còn chơi đông như ngày xưa mình nhớ được cái game này nó hot lắm. Ủa, đầu tiên là cái tên đã. Ngày xưa mình đặt là có gì nhỉ? Hình như là vẫn là Link xịp hồng thì vậy. Xong rồi mình chọn một con màu hồng đấy. Ok. À ừ nhờ, mình nhớ là có cái chọn màu sắc của con Jun cơ mà. À đây vẫn có người chơi này. Ôi em để góc phải trên màn hình nhá, nó sẽ là ủa. Ôi. Ôi sao con này con Jun nó phải con gì đâu. À con đỉa. Bọn này lươn to quá đây này. Mình sẽ đi theo cái màu hồng tím mộng mơ này. Đây là tím hay hồng này. Mình có một cái sự thật là thực sự là mình hơi bị nhầm lẫn giữa màu hồng với màu tím ấy thầy từ bé giờ rồi. Ok, anh ở đấy là góc phải này, nó là toàn hầu như là có toàn người Việt đấy các bạn. Ui sao nó to thế. Ok thôi mình sẽ đi lang thang xem con này như nó ở đây. Mẹ tí ngu người thôi em ơi. Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn thì các bạn, tức là giờ anh em gì chúng nó to quá rồi nên là anh em phải đợi chúng nó chết rồi để anh em nhặt thôi, còn là đi nhặt xít lại chúng nó. Kiểu khi mà chúng nó tăng tốc như này này, tăng tốc là nó ủa thôi anh ơi, đừng mẹ mày. Thôi xin lỗi em, xin lỗi mình bé quá anh ạ. Và khi nó tăng tốc là nó sẽ xả ra một ít em ạ. Đây em để không đó, nó xả ra một ít thì mình ăn tạm thôi nhá. Từ mình còn bé, còn trẻ, còn khỏe nên chúng ta cứ bình tĩnh. À, ơ sao có cái set play nhá. Ơ nó cứ đuôi set vào đây kìa. Chơi đây, mày sao nào. Nào mạnh mồm lên sao nào. Ủa mẹ, nó chạy luôn kìa. Nhát quá, rồi. Mình sẽ giết mình sẽ thịt cái con set play này. Anh là iOS. À, tí chết mày. Đừng vui hết các bạn. Lâu đó mình không nghịch lại trò này. Năm, 2 năm mất. Ok. Mày thì chạy này. À cái quả mà nó di chuyển đấy là anh em ăn một phát là nó sẽ dài nhanh hơn, nhưng mà mỗi tội là đuổi nó thì anh em cũng bị ngắn đi rồi. Ô sao mình nghĩ là do không hợp phong thủy thôi, đáng lẽ Linh xịp hồng thì phải cho con Jun màu hồng, phải màu hồng thì nó mới mạnh mẽ được. Bắt đầu ít người chơi quá anh em ạ. Đây ui à, đây là cái rìa map. Thôi mình sẽ đi vào trong đi. Có ai không? Em cô đơn quá. Không có thằng méo này anh ạ. Ít đi nhiều nhỉ? Ngày xưa đông lắm. Ngày xưa anh em kiểu từng ly một tí phải gọi là, nói chung là tranh nhau từng tí một ấy. Chứ bây giờ cái này nó cứ để cho ăn rồi anh em dài ra thôi. Thằng top 1 hầu như là toàn người Việt anh chơi anh em ạ. Hiện tại là toàn người Việt chơi thôi. Chứ bọn nước ngoài nó cho nó ít chơi rồi. Đấy nó có 10 top còn chưa hết là 10 thằng, tất là chỉ có 9 thằng chơi rồi. À không, mình có ở trong top. À, đây. Ok, cái. Lại con chó đây. Đây, màu vàng đấy. Màu vàng đây, mình sẽ thịt con này. À qua đây. Rồi tuổi gì. Được mạnh đấy. Đấy, giết được một con rồi đấy. Ngày xưa mình nhớ mình giết được một trận phải chục con cơ. Đấy là mình nói phép thôi, chứ còn thực ra mình giết được 3-4 con rồi. À đây, còn con nữa kìa. Bây giờ bắt đạt trẻ con thôi. Cái game là chỉ bắt đạt chủ con là chủ yếu mà. Ok, cái này mình... À quên. Cứ thật là mình tự cắn mình được. Đây, nhớ em chơi cái trò... Ủa? Ủa, có khủng long này thì chạy thôi. Đây. Mỹ Tho à, từ bình nghĩ nào.
Anh Tho chứ không Mỹ Tho. Nào, nào quên lấy các bạn trẻ. Mày thích nhất, cái trò này thích nhất là anh em kiểu vây ấy. Ok, sao con mini ở đây. Ê, chào, chào Zari nhá. Rồi, lâu lắm không gặp Zari bé thế. Đùa, Zari thấy nó tủi thân chứ. Đùa, nói vậy thôi anh em ạ. Thực ra là Zari nó còn có vợ ở đấy. Mình có méo đâu. Ôi, anh ơi, thôi, mình tính, em xin lỗi, em bắt nạt trẻ con đấy, không bắt nạt người lớn anh. Ôi, mày đủ to, mày đủ dài, sao mày chặn được tao? Cái con cầu vồng cái khỏe quá anh em ạ. Giờ, cái gì, cậu bé ngu ngơ, mình không biết là anh Nam, hình như là vẫn đang yêu, chưa cưới vợ. Thôi được rồi. Đấy, anh Nam thì chắc phải cỡ như này này, đấy, cái con to đùm đấy. Được rồi, mình sẽ hạ gù anh Nam. Nào, bình tĩnh nào. Đây. Nó to quá nhỉ, đây, cái đầu nó kìa. Hello my friend. Nó sao lại giết được nó nhỉ? Khó quá các bạn. Nhìn nó mình cứ thức quấn quấn thế nào. Trời ơi, tổ lái rồi bạn ơi, nghe. Mẹ tí chết này mà sợ. Mà đấy mình cua kịp. Ôi nhưng mà chỉ tỏ là lâu mình không chơi mà cũng pro ra phết ấy. Ngày xưa là mình mới vào mình đã chết luôn rồi mà. Đấy, giờ cũng lớn phết rồi. Mình đã to mấy rồi. Không, mình vẫn chưa có top anh em ạ. À, chứ tỏ là vẫn người đông người chơi nhưng mà nó ít đi nhiều thôi. Nói chung là kiểu gì nó vẫn ít hơn ngày xưa chứ. Chứ làm gì có chuyện một cái tựa game kiểu nó mang tính giải trí rất là cao. Nhưng mà thời gian quá lâu rồi. Bây giờ ấy, mình còn nhớ là nó có đủ các thể loại kiểu hô le này, hột le này, các thể loại yêu rồi anh em ạ. Nó nhiều lắm. Ngày xưa chỉ có Slither là cái trò đầu tiên thì phải. Sao bạn này nó không thích đánh nhau nhỉ? Chơi đi. Yêu đuối đấy nhỉ? Đây là... Nào. Ôi. Nó cứ chạy nó đi ăn thôi kìa bạn. Mẹ. Nào vào đây khô máu ra nào. Ôi kìa. Từ phải giết được con này. À đây rồi. Xem con này. À đây. Bắt nạt được. Nào bạn ơi. Đó. Mình thích nhất trò này kìa bạn. Đấy, sao các em cứ cuộn dần vào thôi. Được. Đó. Bình tĩnh thôi, cứ bình tĩnh thôi. Không có gì vậy, nó cuốn trọn rồi. Thôi nhá, thằng kia nhá, đừng vào đây ăn hôi nhá. Đó, thấy không? Mình thích nhất là cái này. Ngày xưa này mà anh em chơi to kiểu lên được cái top ấy thì lên được cả top thì nó là anh em có cái cuộn với con to hơn, nhìn nó phê lắm, nó kiểu nó chết ấy, nó sẽ ra nhiều cái hạt hơn ấy. Nhìn thích cực. À, yeah. Ô mình lớn phết rồi, mình vẫn chưa thấy top đâu. Ơ mình vẫn chưa thấy mình ở đâu anh em ạ. Mình to phết rồi mà. Đây. Ô vãi, mình vừa ịa ra xong rồi mình lại ăn tiếp, mình lại ăn của mình được. Ai thật. Đấy. Hàng của Linh to phết rồi đấy. Đừng đùa với con cu của Linh. Thằng này mình đoán là người Việt Nam. Thường người Việt Nam sẽ đặt mấy cái số kiểu đặt cho nhanh ấy, kiểu chơi cho đợi. Ôi con này bảy màu đẹp thế này. Con lươn này đẹp ấy. Mẹ, nó cứ nhìn thấy mình nó chạy ạ. Được rồi, bây giờ mình cũng khá to rồi, bây giờ sẽ thử trên liều này. Liều ăn nhiều rồi này. Ôi đâu hết rồi. Đấy cứ đi theo cái viên này. Đây rồi. Ôi. Nhìn như bố với con này à. Sao cơ? Vào khô máu đi anh ơi. Chơi đi anh. Được rồi. Từ bình tĩnh. Nó chỉ ngang mình thôi mà. Nó không có to hơn mình đâu. Ôi. Cua gấp. Ôi, con kia nhìn như kiểu cuộn len ấy nhỉ. Nhìn cái con này này. Mẹ mình cứ chỉ vào người nó là tí nữa. Ôi nó hấp. Liếm. Không chứ. Ui nó vừa solo một con to vừa chết rồi kìa bạn. Ê, mình vẫn chưa lên top, mình quyết tâm lên mà top. Sao cơ? Trời ơi. Mình có đấy mình cua hơi gắt kìa bạn. Nghe. Fuck.
vui phết. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi. Nói chung là game nó vẫn còn vui, nhưng mà thực sự là anh em kiểu có nhiều cái game khác nó hay hơn rồi, nên là nó ít người chơi quá, nó không có cảm xúc nữa, không có dâng trào như trước nữa. Thế là thôi, cảm ơn anh em đã theo dõi. Nhớ về, cho anh em nhớ về một cái tuổi thơ, nói chung phải trả về tuổi thơ, một cái tựa game mà khá là hay, rất là sở chép, rất là tốt. Bye em, nhớ like đấy.